mười. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Ôi, của tôi hết, của tôi hết. Rồi, đặt tiếp đi. Đặt xong lấy tay nha. Hả? Trời, cái gì vậy? Kim Mập, mày chán sống rồi hả? Còn dám tới đây chơi sao? Các vị thật là áy náy quá. Hôm nay Mỹ Hoa chúng tôi có chút chuyện riêng cần phải giải quyết. Mời các vị ra quầy phía trước đổi tiền cược. Ai thắng chúng tôi tặng gấp đôi, còn thua thì đều không tính. Cái sòng bạc này của các người làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Đang tới lúc có hứng còn đánh người ta nữa. Đánh người hả? Hôm nay ông mày còn muốn giết người nữa đó. Lực, bỏ hắn ra. Thằng mập kia, tốt nhất mày hãy nói cô Phụng đang ở đâu. Nếu không tao cho một phát nát đầu bây giờ. Bắn đi, mày bắn đi. Tao chết rồi á, Phong Trình Trình cũng mất mạng luôn. Thằng khốn này. Lực, cứ để anh nói với hắn. Hứa Văn Cường, anh muốn nói gì với tôi hả? Ông muốn nói cái gì với tôi? Ông muốn tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó. Hay là chơi một ván với tôi đi. Không thành vấn đề. Ông muốn chơi bài gì? Chơi bài đơn giản thôi. Chơi xì dách. Chơi ba cái trò này cũng khá lắm. Hồi nãy tôi đặt cược nhiều quá, thua sạch hết rồi. Ông chỉ là thiếu may mắn thôi. Có cần tôi cho ông mượn tiền không? Tiền? Đúng là tôi hết rồi. Nhưng mà tôi có một thứ này, không biết có thể dùng để đặt cược không? Anh Cường, bông tai của cô Phùng nè. Chỗ này, Trình Trình đang ở đâu? Mày cút ra cho tao. Cút ra.
Anh đang uy hiếp và khủng bố tôi hả? Được. Hứa Văn Cường, hôm nay tôi mệt rồi, tôi xin phép về trước. Mai mốt chúng ta còn nhiều cơ hội lắm. Tôi luôn sẵn sàng. Đợi tới ngày tôi lấy lại được lệ đô của tôi thì hy vọng anh Hứa đây sẽ chiếu cố thêm cho. Nhất định. Muốn đi đâu? Cho hắn đi đi. Buông ra. Thấy ghét. Anh Cường, anh cho thằng Mập nó đi thiệt hả? Em bám theo hắn đi. Theo tao. Được rồi, tôi báo cho ông Phụ biết liền. Văn Cường à, anh cứ bám sát tên Kim Đại Trung, tôi lập tức cho người tới đó. Coi ra đại ca các đường khẩu ở bến Thượng Hải đều đã tới đây đông đủ hết rồi. Đinh Lực đang bám theo tên Kim Đại Trung, ông cứ yên tâm. Ông Phùng à, chú Nhuận Cửu phó tổng tham trưởng phòng tuần bộ tới rồi. Mời vào đây. Chú Cửu. Nhân vật lớn ở bên Thượng Hải đều có mặt đầy đủ. Chú Nhuận Cửu tôi xin chào các vị. Mời ngồi. Phó tổng tham trưởng, tôi đang định tới phòng tuần bộ báo án đây. Con gái của tôi bị bắt cóc rồi. Tôi tới đây chính là vì chuyện này. Vậy thì tôi xin cảm ơn chú Cường trước. Đừng khách sáo. Ông Phùng à, về tung tích của cô Phùng, đúng là tôi có chút manh mối rồi. Tôi không có đắc tội gì với ông chứ? Đâu có. Ông Phùng à, ông hiểu lầm rồi. Làm gì có chuyện đắc tội gì chứ. Ở bên Thượng Hải, ông Phùng chỉ cần nháy mắt thôi thì cũng có người phải chết mà. Tôi chỉ là một phó tham trưởng phòng tuần bộ nhỏ bé, làm sao dám đắc tội với ông. Hơn nữa, ông sắp làm qua đổng của cục công bộ rồi. Cục công bộ lại là cấp trên của phòng tuần bộ. Tôi còn phải xin ông Phùng đây cất nhắc thêm, chiếu cố thêm cho tôi. Làm sao dám đắc tội với ông chứ.
Ông cứ trả giá đi. Muốn bao nhiêu tôi cho ông. Ông Phùng à, không phải tiền của tôi, một xu tôi cũng không nhận đâu. Ông Phùng à, ông lại hiểu lầm rồi. Con gái rượu của ông không phải bị tôi bắt cóc đâu. Cho dù tôi có gan lớn bằng trời cũng không dám bắt cóc con gái của ông. Vậy rốt cuộc ông muốn cái gì? Tôi tới đây là để chuyển lời giúp ông Đỗ Bang ở cục công bộ. Nếu như ông Phùng sẵn lòng giao thứ mà ông ấy muốn có cho ông ấy, thì sáng sớm ngày mai cô con gái rượu của ông sẽ xuất hiện ngay trước mặt ông, không hề trầy xước một chút nào. Đồ khốn kiếp. Ông về nói lại với tay Đỗ Bang đó, bằng khoán đất ông ấy có thể bàn với tôi. Con gái tôi thì nhờ ông ấy chăm sóc đàng hoàng giúp tôi trước vậy. Được. Được lắm ông Phùng à, đời của ông tôi nhất định sẽ nhắn lại. Thôi được rồi, tôi xin phép cáo từ. Bên ông Đỗ Bang còn đang chờ tôi về để báo tin mà. Ông Phùng à, tôi thấy nên để mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Tất cả những người có máu mặt ở bến Thượng Hải đều tụ tập hết ở đây, người khác không biết, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lao nữa đó. Tường à. Dạ. Tiện khách. Không cần, không cần đâu. Ông Phùng à, suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện cho tôi nghe. Chết tiệt. Tại sát nó. Ông Phùng à, đừng sốt ruột quá. Hắn cũng chỉ muốn cái bằng khoáng đất. Nếu chuyện này làm tới cùng thì cả hai cùng chết. Tôi đang nghĩ là Đỗ Bằng cũng không dám thẳng tay tới vậy đâu. Đúng là anh nói có lý. Tôi sợ ý quá rồi. Vậy thì gọi điện thoại cho hắn đi. Gọi cú điện thoại. Đinh Lực à, đại gia nói mày nghe, đừng có bám theo tao giống như một con chó. Cẩn thận, tông chết mày đó. Hả?
Tên họ Đinh, ông đây không đánh chết mày thì theo họ mày luôn. Dừng tay lại, dừng lại, dừng tay 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 lại. Cái thằng chết tiệt này là phản hết rồi, thật không còn biết luật lệ gì nữa. Các anh em đi. Muốn đi đâu hả? Hành hung giữa đường, gan của anh càng ngày càng lớn rồi. Tôi đang định tìm ông đây, giao cô Phùng lại cho chúng tôi ngay. Người đâu, bắt thằng say rượu này giải về phòng tuần bổ cho hắn tỉnh rượu đi. Lão già kia, có giỏi thì bắn chết tôi đi. Bắn tôi không chết, có ngày tôi giết chết ông đâu, có tin không? Tốt lắm, bây giờ cộng thêm một tội, đe dọa tuần bổ. Nhảy đi. Đi, mở lên, đi mau. Đi, đi. Các anh em, theo lượng tới phòng tuần bổ ở mấy ngày đi. Đi mau. Đi, đi. Đi mau, đi. Chú cũ à, may mà có chú khống chế tụi nó, hồi nãy tụi nó điên cuồng thiệt đó. Tôi trị tội anh trước, chút nữa đã làm hỏng chuyện của tôi rồi. Muốn ra hoài lắm có phải không? Có chỗ dựa rồi phải không? Hả? Đúng là thằng ngu mà. Đi về. Đi, về báo tin. Cô Phương, cô tới rồi. Xin mời. Xem tới đây vậy? Em biết chuyện rồi. Cũng tại em không tốt. Nếu như em không uống nhiều quá, cứ bắt anh ở lại nói chuyện, thì cũng không xảy ra mấy chuyện này. Cũng không thể trách em, không ai ngờ trước được. Đã có tin tức gì chưa? Kim Đại Trung vừa tới đây, hắn thừa nhận là hắn làm. Em đoán đúng rồi. Các anh đạp đổ hắn, hắn chắc chắn sẽ trả thù. Không đơn giản gì đâu. Mục đích của hắn chính là muốn lấy được bằng khoáng nước, là bằng khoáng nước cho chú Cửu. Chú Cửu làm việc cho người ngoại quốc. Về bằng khoáng đất này là bằng khoáng đất của nhà máy sợi Liên Sơn. Đỗ Bang có hẹn gặp em mấy lần, cũng vì muốn bàn chuyện với Phùng Kính Nghiêu. Không phải chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao? Đúng là xong rồi, nhưng mà Phùng Kính Nghiêu giữ lại bằng khoáng đất, tại chưa lấy được chức qua đổng. Thật ra theo em thấy thì cách làm của Phùng Kính Nghiêu đối phó được với những người thường, chứ còn tuổi tay chưa chắc có tác dụng. Trong mắt bọn người ngoại quốc,
Phùng Kính Nghiêu không phải là một nhân vật quan trọng. Họ muốn ra tay cũng không phải là chuyện không thể. Nếu cả bến Thượng Hải đúng là đục thực, cho nên mới nói bến Thượng Hải là thiên đường, cũng là địa ngục. Không ai khống chế được tình hình một cách tuyệt đối. Anh đi đâu vậy? Anh muốn đi gặp Phùng Kính Nghiêu. Cứu Trình Trình trước rồi tính sao? Có cần em đi với anh không? Không cần đâu. Có chuyện gì em gọi điện cho anh. Anh Cường. Anh Cường. Ông Phùng à, ông đừng lo lắng quá. Dù gì Đỗ Bang cũng đã đưa ra điều kiện rồi. Thứ đó vẫn còn ở trong tay chúng ta. Bây giờ cô hai không có nguy hiểm gì đâu. Thế lực nhỏ tấn công cùng lúc, theo anh chúng ta phải làm sao đây? Chuyện trước mắt đương nhiên phải cứu cô hai trước rồi. Ông Phùng, theo tôi thấy, tạm chấp nhận giao bằng khoáng đất cho chúng đổi lấy cô hai. Con bé Trình Trình này làm tôi tức sắp chết rồi đây nè. Từ Bắc Bình về chưa được mấy ngày, đã bị ba vụ rồi. Nhưng lại không thể để nó bị sơ sẩy gì. Không thể để cho nó gặp chuyện bất trắc gì được. Chuyện bằng khoáng đất cũng không thể để cho tên chó ngoại quốc đó được vừa ý. Nếu không thì còn làm ăn gì ở bên Thượng Hải này? Không còn mặt mũi ở đây để mà làm ăn nữa rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Sự việc đã tới nước này rồi, chúng ta cũng đã đối lập ra mặt với người Pháp. Tụi nó có lấy được miếng đất này hay không thì tên Đỗ Bang này cũng là kẻ đối đầu của chúng ta. Chuyện đó là đương nhiên. Chức vụ hoa động đó coi như cũng không thành rồi. Chắc chắn là hắn muốn tôi chết sớm một chút. Tôi chết rồi, hắn ở bên Thượng Hải mới có thể ngủ yên giấc được. Nhưng mà tôi chắc chắn phải cho hắn biết là hắn dám đối đầu với tôi thì sau này đừng hòng được ngủ yên nữa. Vậy ý của ông có phải là dọn món đó lên cho hắn dùng không? Dám cản đường tôi thì tôi nhất định sẽ cho hắn cuốn gói về quê. Tôi hiểu rồi, tôi đi lo liệu ngay. Ê, hả? Đây là chuyện thứ hai. Chuyện trước mắt là phải cứu Trình Trình về đã. Vậy thì phải phải lấy bằng khoáng đất ra rồi. Hồi nãy anh cũng nói rồi mà, bằng khoáng đất đó chỉ là một tờ giấy thôi mà. Tụi nó muốn lấy thì cứ việc cho tụi nó đi. Nếu đã quyết định như vậy thì ông phải đích thân đi nói với Đỗ Bàng. Cứ để hắn tưởng chúng ta sợ hắn rồi, và chúng ta đang làm theo điều kiện của hắn.
Alo, xin chờ một lát. Ông Đỗ Ban à? À, trong tay tôi có cái mà ông muốn có đó. Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với ông. Tôi rất muốn bàn với ông, nhưng ông không muốn bàn với tôi. Cho nên ông mới bắt cóc con gái của tôi à? Không không, tôi tuyệt đối không bắt cóc con gái của ông đâu. Tôi tới từ quốc gia văn minh mà. Bằng khoáng đất tôi đưa ông, con của tôi, ông đưa nó về bình an cho tôi. E là có chút hiểu lầm rồi. Miếng đất là của tôi, bằng khoáng đất cũng là của tôi. Nếu ông đồng ý trả bằng khoáng đất lại cho tôi thì tôi sẽ giúp ông tìm lại con gái của ông. Vì dù sao vụ bắt cóc cũng xảy ra trên tù giới Pháp, tôi có thể đôn đốc phòng tuần bổ điều tra giúp ông. Được, tốt lắm. Coi như tôi đánh giá ông thấp rồi. Tốt, chào ông. Thằng chó ngoại quốc tạp chủng này. Nè, anh Hứa. Anh Hứa. Ông Hùng, Hứa Văn Cường tới rồi. Ông Phùng. Ông Phùng, bây giờ khắp Thượng Hải đều biết Chu Nhuận Cửu đã bắt cóc Phùng Trinh Trinh. Hắn phá hỏng quy định trên giang hồ, ai ai cũng có quyền giết. Ở tù giới Pháp, người duy nhất cứu nổi hắn chính là Đỗ Ban. Cho nên bây giờ hắn muốn có nhất, chắc chắn cũng là thứ Đỗ Ban muốn có nhất: bằng khoáng đất. Ý của cậu là? Ông Phùng, chuyện nào quan trọng hơn? Ông biết rõ hơn tôi. Giờ Trình Trình đang rất nguy hiểm, tôi xin ông giao bằng khoáng đất cho tôi. Chắc chắn không? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Chú Tường à? Dạ. Theo chú, bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Lấy bằng khoáng đất. Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn ông Phùng. Tôi có thể bảo đảm với ông một điều: dù tôi phải đánh đổi bằng mạng sống của tôi thì cũng sẽ đưa Trình Trình về đây. Tốt lắm. Tôi đi trước đi. Khoan đã. Đinh Lực bị Kim Đại Trung tống vào phòng tuần bổ rồi. Tôi đã liên hệ với Mã Tổng Tham Trưởng. Anh đem theo 300 đồng đại dương chuộc cô ấy về đi. Tôi biết rồi. Tôi thấy ông Phùng Kính Nghiêu rất đúng với một câu nói xưa của Quý Quốc là bản lĩnh cùng kiệt.
Bây giờ Phùng Kinh Nghiêu chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo ý của ông mà thôi. Hai tay dâng bàn khoan đất cho ông. Nếu bây giờ hắn đã chào thua ông rồi, vậy thì ông cứ ngồi ở nhà chờ tin tốt lành đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết cho xong chuyện này. Lấy được bàn khoan đất rồi lập tức đem tới cho ông. Ông Chu, tôi đánh giá rất cao biểu hiện của ông trong việc xử lý chuyện lần này. Ông có năng lực giải quyết những chuyện này một cách hoàn mỹ. Tôi nghĩ sau khi xong việc, tôi sẵn sàng hợp tác nhiều hơn với những người giống như ông đây. Ông Đỗ Bàn đúng là quá khen rồi. Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định phải làm cho tốt. Thứ mà ông muốn có, tôi sẽ đích thân đem tới giao tận tay cho ông. Vậy tôi chờ tin tốt lành. Tôi hiểu mà. Vậy ông Đỗ Bàn à, chào ông. Tạm biệt. Chú Cửu. Kim Mập à, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Ông lấy bằng khoản đất của ông, tôi lấy mạng của hai tên đó, lấy lại lệ đô. Nhưng tại sao chuyện của ông thì giải quyết rốt ráo quá, còn chuyện của tôi thì không thấy đả động gì tới? Nói bậy. Kim Mập à, tha được cho người ta thì cứ tha đi, đừng có làm người mà đoạn tuyệt quá. Cô biết hay không, lần này tôi lấy lại lệ đô giùm cho anh chính là để cho hai thằng nhóc chết tiệt đó biết mặt. Nếu anh cứ dồn ép Phùng Kinh Nghiêu quá thì anh sẽ không được lợi lộc gì đâu hả? Phùng Kinh Nghiêu hắn là cái thá gì chứ, cùng lắm thì liều mạng với hắn luôn. Một mạng đổi một mạng của ai sợ ai. Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí này với tôi nữa. Lần này cũng tại anh mà chút nữa đã làm hỏng chuyện rồi. Anh phá đám kiểu này làm cho tôi không còn đường nào để rút lui. Bây giờ chỉ còn chơi ngoài sáng với Phùng Kinh Nghiêu. Đi một con tốt, đi một con mã, Phùng Kinh Nghiêu sẽ thấy rõ. Nguy hiểm biết mấy, mệt biết mấy, khó biết mấy. Tôi thấy lần này có thể lấy được bằng khoáng đất là hay lắm rồi. Vậy lần này tôi lại không kiếm chác được gì hết hả? Kim Mập à, mặc dù anh không nghe lời tới như vậy, lại thích đi sinh sự với người ta, nhưng mà tôi là người trọng bằng hữu, có nghĩa khí và rất giữ lời. Cho nên chuyện tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Anh cứ yên tâm đi, lệ đô chắc chắn sẽ về tay của anh. Anh không tin chú Cửu này hay sao? Chú Cửu, coi chú nói kìa, làm gì có chuyện không tin chú chứ. Tôi cũng đã nói rồi, chú như cha ruột của tôi, như mẹ ruột của tôi mà. À, được rồi, được rồi, được rồi. Vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm sao? Canh chừng Phùng Trình Trình cẩn thận cho tôi trước. Sáng sớm ngày mai, đưa cô ta tới cầu ngoại bắt đồ ở bên cảng, đổi bằng khoáng đất về đây. À, còn lễ đô? Chúng ta đang dựa vào người ngoại quốc mà. Anh cứ làm hài lòng ông Đỗ Bàn trước đi. Có người ngoại quốc làm hậu thuẫn, Phùng Kính Nghiêu hắn dám không trả lệ đô lại sao? Bước kế tiếp sẽ tới lượt Phùng Kính Nghiêu và Hứa Văn Cường sẽ không được yên thân đâu. Chú Cửu à, chú coi, đầu óc chú đúng là tốt hơn tôi nhiều. Sao tôi không nghĩ ra được chuyện này? Kê Mập à, nếu chuyện gì anh cũng nghĩ ra được thì tôi phải gọi anh là chú Cửu rồi. Thời buổi bây giờ không thể chỉ dựa vào cơ bắp được, mà còn phải biết động não. Lần này chúng ta mượn sức của người Pháp, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó hay sao? Chú Cửu à, chú á tài thiệt đó nghe. Kim Mập à, cũng đừng có vui mừng quá sớm. Có một chuyện anh nhất định phải làm bằng được cho tôi. Là chuyện gì vậy?
Dạ sao? Đây là một quả cân rất quan trọng. Vào lúc mấu chốt sẽ có ích cho chúng ta đó. Làm thế nào? Có tin của cổ rồi hả? Chú cổ đâu? Đinh Lực bị bắt rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tới đây vì chuyện này. Đưa tôi đi gặp ông ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa tôi đi gặp ông ấy. Anh đi theo tôi. Chú Cửu à, Hứa Văn Cường tìm chú có chuyện. Hàn Lâm, cậu đi làm việc đi. Người đâu? Đinh Lực hành hung đánh người giữa đường, ngông cuồng lắm đó. Đừng nói nhiều, lập tức thả nó ra. Lát nữa anh đi làm thủ tục đi. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Trình Trình trở về an toàn. Bảo lãnh Đinh Lực ra rồi. Bên phía chúng ta cũng đã chuẩn bị xong hết. Hễ Hứa Văn Cường đi thì chúng ta sẽ biết địa điểm nơi tiến hành trao đổi liền. Tôi chỉ sợ là tay Nhuận Cửu này với Kim Đại Trung, cậy tụi nó người đông thế mạnh, không nghe Hứa Văn Cường, không chịu thả cô hai về, vậy bằng khoáng đất sẽ... Độ bàn chắc chắn không lộ diện. Kim Đại Trung muốn làm cái gì thì chúng ta thừa biết. Bằng khoáng đất chẳng qua chỉ là sợi dây dẫn. Cho nên
A Tường. Dạ. Lần này anh phải đích thân ra tay rồi. Được. Nhất định phải hành động trước lúc Kim Đại Trung ra tay. Ừ. A Tường. Dạ. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Ừ. Năm nay cũng đã 64 rồi. Suốt những năm qua chịu bao sóng gió vất vả cho anh. À, ông Phùng đừng có nói như vậy. Chuyện muốn lấy được cái chức Hoa Động đúng là đã thành tâm bệnh của tôi luôn rồi. Mà tôi cũng chỉ không muốn để các anh em chúng ta đi theo tôi để làm những vụ lung tung này. Bây giờ đã có một gia nghiệp lớn mạnh như vậy, nếu được làm Hoa Động thì các anh em mình có thể đi theo tôi làm ăn một cách đường đường chính chính, sống một cuộc sống yên ổn, không còn chém giết gì nữa. Không ngờ tôi lại để cho mọi chuyện trở nên tệ hại như ngày hôm nay. Cẩn thận. Ừ. Tôi thấy bác cũng khỏe mạnh lắm đó. Cũng đã ngần tuổi này rồi, sống được ngày nào hay ngày đó. Lực nhà bác đúng là càng ngày càng phát đạt. Chắc là bác không có ở đây lâu nữa rồi. Đúng là nó có kêu bác dọn đi mấy lần, nhưng bác không muốn đi. Có nhà lầu bác không muốn đi hưởng thụ hay sao? Sống ở đây quen rồi, không nỡ dọn đi chỗ khác. Hơn nữa thằng Lực vừa mới làm ra chút tiền thôi, tôi phải xài tiết kiệm một chút chứ. Bác coi như được hưởng phúc dày già rồi đó. Cũng nặng lắm đó, kéo từ từ nha. À, dạ. Nè. Ê. Anh là... Mẹ! Bỏ lên! Bỏ lên! Đi! Anh Cường à? Hay là anh ngủ lát đi? Em canh chừng điện thoại cho. Không cần đâu, em ngủ một lát trước đi. Lau mặt đi, thức suốt đêm rồi. Anh Cường, cô Phùng vừa mới từ Bắc Bình về đây đã xảy ra 3 vụ rồi. Gan thằng chó mập nó cũng lớn thiệt. Con của ông Phùng mà hắn cũng dám bắt cóc nữa. Lần này cứu được cô Phùng về rồi, phải giết thằng chó mập đó, băm nó thành 100 mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn luôn. Nếu cô ấy không phải là con của Phùng Kính Nghiêu thì cũng không gặp phải chuyện này. Anh Cường, lần này mà cứu được cô Phùng á thì anh phải đối xử tốt với người ta đó nghe. Cô Phùng tốt với anh là thật lòng đó. Alo. Bây giờ cầu ngoại bách độ, chỉ anh và Đinh Lực thôi. Được. Chú Tường, bây giờ cầu ngoại bắt đầu. Mình đâu có tình hình gì, lập tức gọi điện về nhà báo liền.
Lực à, đi thôi. Bảy giờ cầu ngoại Bách Độ vẫn theo nhiều người vào ha. Dạ. Chừng nào ông Phùng dậy lập tức báo lại. Dạ chú Tường. Vết thương quen bây giờ sao rồi? Không sao đâu anh Cường. Anh Cường à, tụi nó chỉ kêu hai anh em chúng ta tới đó là ý gì vậy? Em quên rồi sao? Kim Đại Trung muốn lấy mạng của hai chúng ta. Bây giờ lão Cửu với Kim Đại Trung gây ra một chuyện lớn tới vậy, Đỗ Bang là chỗ dựa duy nhất của chúng. Anh sợ là nếu Đỗ Bang không xuất hiện thì có đưa bằng khoáng đất cho chúng, chúng cũng không buông tha Trình Trình đâu. Vậy bây giờ tính sao? Chơi với tụi nó làm sao đây? Muốn lấy được bằng khoáng đất, trước phải ngã giá với Đỗ Bang, xong mới lấy Trình Trình đã uy hiếp ông Phùng. Chỉ cho hai chúng ta tới đó, chứng tỏ chúng muốn giở trò rồi. Cũng lắm bỏ mạng thôi. Không sao đâu, chỉ cần bằng khoáng đất nằm trong tay chúng ta thì chúng không dám làm gì. Hơn nữa chúng mà ra tay thì sẽ lộ sơ hở, tới lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến, hãy có cơ hội thì ra tay. Anh Cường, em nghe theo anh. Anh nói sao thì làm vậy đi. Tới lúc đó anh ra hiệu em làm theo. Ê trời, cậu nói sao vậy? Trời ơi, khẽ máu quá trời. Ờ. Quý, có chuyện gì vậy Quý? Xảy ra chuyện gì vậy? Quý, sao vậy hả? Nói với anh Cường, xảy ra chuyện rồi. Kim Đại Trung, ông đối xử với hai cô gái dễ thương vậy sao? Bỏ tay ông ra ngay, đừng đụng cô ấy. Anh hứa à, anh đúng giờ thật đó. Bằng khoáng đất ông muốn, tôi đem tới rồi, mau thả người ra. Ê, anh hứa, anh cần gì phải vội? Tôi cũng chỉ được người ta ủy thác thôi. Đợi người ta lấy được bằng khoáng đất rồi, tôi sẽ thả người. Ông thả người ra trước đi. Lấy được bằng khoáng đất rồi, tôi lập tức thả người. Thằng chó mập, tụi tao dựa vào đâu mà phải tin mày chứ? Đỗ Bang đâu? Không có Đỗ Bang cũng không có bằng khoáng đất đâu. Mẹ nó, hai thằng chết tiệt, lông cánh mọc chưa đủ mà dám ra vẻ đại ca trước mặt tao à? Kim Đại Trung, coi chừng súng của tôi sẽ bóp con. Văn Cường à, mà cả chúng tôi đi, các anh đi đi, hắn không dám ra chúng tôi đâu. Mày, ông không muốn chết chứ? Chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên. Kim Đại Trung,
lập tức thả người. Nhưng mà thả không phải thì sẽ chết liền sao? Chết hay không chết tùy vào cách ông làm thôi. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cũng may tôi còn một con ách chủ bài. Cô mà, đưa người ra đây. Mẹ, thằng chó mập này, tao giết mày chết, tao giết mày chết. Tin lực. Phải cứu cô Phụng trước. Vậy là ý gì chứ? Mẹ tôi nằm trong tay của hắn kìa. Ông Phụng nói rồi, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô hai trước. Hôm nay ai dám không cứu mẹ tôi sẽ giết chết. Lực à, mặc kệ mẹ. Hứa Văn Cường, các người làm phản sao? Chú Tường, Đinh Lực là anh em của tôi. Lực, Văn Cường, mặc kệ mẹ. Mặc kệ mẹ đi. Đinh Lực, đã không có ai lo cho mẹ của mày thì tao tiễn bẫy lên đường vậy. Đừng động tới mẹ tao. Kim Đại Trung, không phải ông muốn lấy mạng của tôi sao? Bằng khoáng đất cũng đang ở chỗ tôi. Vậy đi, chúng ta thỏa thuận như vậy. Ông thả hết họ ra, tôi làm con tin của ông. Tôi có thể bảo đảm ông được an toàn. Đúng là một câu nói đùa mắc cười. Thả Phùng Trình Trình thôi, mạng của anh đáng giá bao nhiêu chứ hả? Nếu tôi mà thả Phùng Trình Trình ra rồi á, thì chưa kịp đi khỏi đây á, đã mất mạng rồi. Cổ, phải đi theo tôi. Hay là vậy đi, ông thả Bác Đinh với Uông Nguyệt Kỳ ra trước, tôi với cô Phùng làm con tin của ông. Vậy thì ông yên tâm được rồi chứ? Được, có nghĩa khí, tôi khâm phục, cứ làm vậy đi. Phùng, thả bà già với con nhỏ kia ra. Anh lại đây. Anh Cường, Lực, chăm sóc mẹ cho tốt. Mẹ, Lực, mẹ, Lực, Văn Cường, Lực, mẹ, Lực, đem dấu thứ mạnh đưa cho em. Anh Cường, đi. Đi. Mở lên. Đi. Giỏi cho tên Hứa Văn Cường. Kim Đại Trung cũng không phải thằng không có đầu óc. Biết dở trò này với tôi. Người chơi ưng bị ưng mổ trúng mắt rồi. Xem ra số Phùng Kinh Nghiêu tôi phải chịu kiếp nạn này rồi. Nóng vội nên hư chuyện. Ông Phùng, bây giờ chỉ có thể bàn với Đỗ Bang thôi. Vào trong. Đi, đi. Nhanh lên. Đi vào. Vào trong. Nhanh lên. Con biết phải lịch sự với con gái một chút không? Đừng có nói nhiều ở đây. Vào trong. Muốn bị đạp hả? Vào trong đi. Trình Trình, tới đây đi. Vào trong. Nhanh lên. Đừng có giở trò đó. Ở yên trong này, đừng có hòng giở trò đó nghe. Không sao chứ? Còn anh? Không có chút vấn đề gì hết.
thứ anh đưa cho em lúc nãy đâu? Ở trong tay áo của em. Đưa cho anh. Ngồi xuống đi. Tờ giấy này là gì vậy? Bằng khoản đất của nhà máy sợi Liên Sơn, tụi nó bắt cóc cô là để ép ba của cô giao tờ giấy này ra. Không được để tụi nó biết tờ giấy này nằm ở đây. Khi nào tụi nó chưa lấy được thì tụi nó không dám làm gì chúng ta. Có muốn dựa vào người anh không? Vậy sẽ dễ chịu hơn. Cứ thử xem.